Này, lát nữa nhá, anh sẽ giới thiệu em với Linh, con em gái của anh mà hay kể cho em ấy. Tại sao Linh đến mà anh không nói cho em biết trước? Lúc nãy em có ghé qua trung tâm thương mại, em mua ít đồ cho anh. Anh mà nói trước, có phải là em mua quà cho Linh rồi không? Em mua làm cái gì? Con bé đấy có thiếu cái gì đâu. Một tháng tiền tiêu vặt của nó ấy, lòng ngoằng phải cao bằng tiền lương của em ấy. Anh nói cái gì đấy? Anh Trung! Anh đợi em có lâu không? Xin lỗi nhá. Hôm nay cái style em làm ấy đông khách quá, đợi mãi mới đến lượt đấy. Ai đây anh? Chào cô, tôi là Lan Anh. Anh lại dắt cái đứa nhà quê nào đến đây vậy? Em ăn nói cho cẩn thận đi nhá. Đây là Lan Anh, người yêu của anh đấy. Hóa ra là người yêu mới à? Không biết là được bao lâu đây? Dạo này anh Thanh người yêu hơi nhanh đấy nhá. Linh! Làm sao thế? Bình thường em và anh toàn trêu nhau như thế mà. Anh có cáu đâu. Chắc là hôm nay đi cùng bạn gái nên là hơi nhạy cảm chứ gì. Không có gì đâu, chị bỏ qua cho em nhá. Em và anh Trung ý toàn đùa nhau như thế thôi. Không sao đâu. Em thông cảm nhá. Con bé này từ trước đến nay là vẫn thế. Ăn nói chả chịu suy nghĩ gì cả. Bạn gái của anh hơi bị hiểu chuyện đấy. Anh đúng là nhất rồi. Chủ tịch, cũng đến giờ ăn trưa rồi đấy ạ. Chúng ta về thẳng công ty hay là ghé tạm vào cửa hàng nào đó ăn tạm ạ? Tôi thấy chỗ này cũng gần chỗ Lan Anh ở đấy. Hay là gọi nó ra ăn cùng đi. Chủ tịch, anh lại quên rồi ạ. Hôm nay cô Lan Anh cố ra ngoài từ sớm, cố đi hẹn hò. Anh có gọi điện ấy, cũng chưa chắc đã được đâu. À, Lan Anh nó đang hẹn hò với cả cái cậu Trung đúng không? Vâng, là cậu Trung mà lần trước cô Lan Anh có nhờ tuyển dụng đấy ạ. Là đàn ông mà lại phải nhờ vào mối quan hệ của bạn gái để được tuyển dụng thì cái cậu Trung này tôi đánh giá không cao. Nhưng mà tôi có nghe cô Lan Anh bảo rằng cô không cho cậu Trung biết cô ấy là em gái của chủ tịch đó. Cả cái chuyện mà cô ấy nhờ chủ tịch tuyển dụng ấy, cô ấy cũng không cho cậu ấy biết đó. Thế thì cậu phải giúp tôi một việc, phải quan sát và tìm hiểu thật kỹ xem cậu Trung là người như thế nào, nhân phẩm có xứng đáng với em gái tôi không. Tôi chỉ có mỗi Lan Anh là em gái thôi, mà công ty ấy, một nửa cũng là của nó. Tôi sợ nó nhìn người chưa rõ rồi bị người ta lợi dụng. Vâng, chủ tịch cứ yên tâm ạ. Tôi sẽ quan sát thật kỹ, nếu có dấu hiệu gì bất thường ấy, tôi sẽ báo cáo lại cho chủ tịch ngay ạ. Được rồi. Em vừa mới nghĩ ra được một trò chơi này hay lắm. Hai người có muốn chơi thử không? Được rồi. Vậy thì chị Lan Anh, em đố chị biết nhá, ví của anh Trung có màu gì? Ví của anh Trung á? Chị yêu anh Trung lâu như vậy rồi, chắc chắn là phải biết ví của anh Trung có màu gì chứ. Ví của anh Trung màu đen, làm bằng chất liệu da cờ sấu. Đúng. Thế còn anh Trung, đố anh biết ví của chị Lan Anh có màu gì? Cái này anh cũng không chú ý, anh không nhớ. Tốt. Đã xong bài trắc nghiệm, hai người có muốn nghe kết quả không? Em hỏi ví của anh cả ví của Lan Anh màu gì, ra kết quả gì? Sau bài trắc nghiệm vừa rồi thì em phát hiện ra một điều rằng tất cả những lần đi ăn, đi chơi, đi mua sắm này thì anh Trung đều là người trả tiền. Hoặc thậm chí là anh Trung còn đưa tiền cho bạn gái dùng ấy chứ. Tại vì sao? Tại vì chị Lan Anh biết rất rõ về màu sắc cũng như là hình dáng của cái ví của anh. Nhưng mà anh thì không biết ví của chị Lan Anh màu gì, đúng không? Tôi không. Lan Anh mới đi làm gì có nhiều tiền đâu mà mua sắm. Số tiền lương của Lan Anh ấy là mà không bằng bữa ăn sáng của anh em mình. Vậy là em trắc nghiệm rất đúng rồi còn gì. Cái gì đây? Anh lại mua quà cho em đấy à? Trời đất ơi! Cái gì đây? Sao bây giờ anh lại dùng cái đồ rẻ tiền như thế này hả anh Trung? Bây giờ ấy, anh không có tiền, anh túng tiền quá thì anh bảo em sẽ cho anh. Chứ làm gì mà anh lại dùng cái đồ như thế này? Nó còn không bằng cái rẻ lau nhà em ấy chứ. Linh ơi! Đây là quà Lan Anh tặng anh đấy, không phải quà anh mua đâu. Cái gì? Quà của bạn gái anh tặng á? Bạn gái anh tặng cho anh cái này á? Tự nhiên em nhớ ra là mình còn có việc cần phải làm. Em xin phép về trước ạ. Là anh, mình có hẹn đi ăn với nhau mà. Là anh ơi, đợi anh ơi. Em đi nhá, lần sau ăn nói cho cẩn thận vào. Là anh rõ rồi kìa. Em nói có gì không đúng? Mình chỉ có nói sự thật thôi mà. Đúng là cái loại nghèo hèn, nhìn là đã biết á, nghèo ba đời bần cố nông rồi.
Chả hiểu sao tự dưng anh Trung lại đi yêu cái loại con gái như thế. Đúng là đàn ông mà, ăn thịt chán chê rồi bắt đầu chuyển sang chăn rau dại. Để xem được bao lâu. Lan Anh ơi. Này, em đợi anh tí chứ. Sao tự nhiên em lại tự tiện bỏ về như thế? Tự tiện bỏ về á? Anh không thấy em gái của anh đã xúc phạm em hay sao? Xúc phạm cái gì đâu. Con bé chỉ là nghĩ gì nói thế thôi. Nó không cố ý nhắm vào em đâu. Không nhắm vào em á? Thế như nào mới gọi là nhắm vào? Chẳng lẽ bây giờ em gái của anh ấy phải chỉ thẳng vào mặt của em ấy, xong rồi bảo em là đồ không biết xấu hổ thì mới là nhắm vào à? Em đừng có mà nhạy cảm như thế chứ. Mọi chuyện đáng lẽ ra nó không nghiêm trọng như vậy đâu. Không nghiêm trọng? Ừ thì không nghiêm trọng. Anh về mà nói chuyện với em gái của anh đi. Em tự đi về được. Lan Anh. Bực cả mình khổ. Bạn gái anh đâu rồi? Sao quay lại có một mình thế? Dỗi bỏ về rồi. Này, nói thật nhá, không phải là em coi thường anh đâu, nhưng mà cái lần này anh chọn bạn gái tệ thật đấy. Chả hiểu nghĩ cái gì để mang về một cái đứa con gái quê mùa như thế. Chán thật. Tuy nó quê mùa nhưng mà được cái là tính bố mẹ anh. Mà anh cũng có tuổi rồi, bố mẹ anh cứ dụng mãi rồi. Bây giờ em đuổi nó đi rồi, anh đến đâu ra con bé nào để mà bù đắp vào bây giờ? Em hiểu rồi. Ý là bố mẹ anh bắt anh trong năm nay phải kết hôn và cưới được một con ô xin về chứ gì. Thế mà anh kiếm được ngay một cái con quê mùa thật đấy. Cũng bái phục anh. Em nghĩ anh thích lắm đấy. Con bé đấy nhá, tuy quê quê, tuy nghèo nghèo, nhưng mà được cái nhá, làm chuyện nhà rất giỏi, là không biết vun vén chứ biết múc nữa. Bố mẹ thích lắm đấy. Gớm cơ, tự dưng vớ được cái con ô xin không công thì chả thích tít cả mắt lên đấy chứ. À mà này, em bảo anh nhá, anh đừng có mà vội mừng. Chứ bây giờ em thấy á, nhiều đứa gái quê lên thành phố ấy, xong rồi giả vờ ngoan hiền để mà cưới chồng giàu đấy. Em lo hơi bị thừa rồi đấy. Qua tay anh ấy không biết bao nhiêu con rồi. Không lẽ bây giờ em không biết con nào là giả ngoan, con nào ngoan thật à? Em không phải lo. Đấy là em quan tâm thì em nhắc anh như thế. Chứ khôn 3 năm dạy 1 giờ. Em nhìn cái con bé đấy trông nó cũng không ngoan hiền gì đâu. Khéo là lại bị nó cắm cho mấy cái sừng thì nhục ra. Chủ tịch ơi, ai trông như cô Lan Anh ấy? Dừng xe. Vâng. Xe anh Nam kìa. Lan Anh, lên xe đi. Anh Nam. Tại sao em gái của anh Trung lại có thể coi thường mình như vậy chứ? Mà còn cả anh Trung nữa, cũng chẳng quyết liệt bảo vệ mình cái gì cả. Chẳng lẽ việc mình làm như vậy là nhỏ nhen lắm hay sao? Vẫn chưa ngủ à? Dạ vâng. Hôm nay anh thấy em đi một mình. Anh tưởng là em hẹn hò với Trung cơ mà. Hai đứa lại cãi nhau à? Dạ không. Thế có chuyện gì? Kể nghe đi. Hôm nay anh Trung có dẫn em đi giới thiệu cho em gái. Nhưng mà có vẻ như là em gái của anh Trung ấy cũng ưa gì em cả. Tỏ vẻ coi thường em lắm. Cho nên là em chả thích gì cả. Thế thái độ của cậu Trung như thế nào? Dĩ nhiên là Trung phải bênh vực em rồi. Nhưng mà em sợ Trung khó xử, cho nên phải đi về trước. Em lúc nào cũng là người hiểu chuyện. Nhưng mà có những lúc ấy, hiểu chuyện quá cũng không tốt đâu. Anh nói như vậy là có ý gì? Cứ từ từ rồi sẽ hiểu. Thôi, bây giờ ngủ sớm đi. Ngày mai anh sẽ đưa em đi mua sắm nhé. Cái chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện mua sắm chứ? Anh Nam nói chuyện đúng là khó hiểu thật. Tự nhiên hôm nay anh trai của em lại dẫn em đi mua nhiều quần áo thế. Em còn thiếu quần áo đâu. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, phải chú ý đến cách ăn mặc của mình. Đừng có ăn mặc giản dị quá. Có phải hôm qua vì lý do này mà em bị người khác khinh thường đúng không?
người khác coi thường em ấy là do bọn họ thiển cận, bọn họ nông cạn, chứ có phải là vì em ăn mặc giản dị mà bọn họ coi thường em đâu. Nhưng anh cũng biết đi, ở trên thế giới này có biết bao nhiêu nhà tỷ phú, người ta cũng ăn mặc giản dị ấy thôi. Đấy là vì ai cũng biết họ là tỷ phú rồi, thì dù họ có ăn mặc như thế nào thì cũng không ai dám nói gì cả. Nhưng anh em mình đâu phải như thế. Mà em nghĩ xem, cũng chính vì lý do này mà em bị chính em gái của bạn trai mình mỉa mai đúng không? Thì đó cũng là lỗi của cô ta. Cô ta thích khinh thường người khác chứ không phải là do em đâu. Đúng, lỗi là do cô ta khinh thường người khác. Nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta mới biết được con người cô ta như thế nào. Nhưng mà chả phải cũng vì chuyện này mà bạn trai em ấy phải khó xử đúng không? Nếu em không muốn bạn trai em phải khó xử thì từ lần sau hãy chú ý đến cách ăn mặc một chút. Dù gì thì chúng ta cũng đâu có thiếu tiền. Với lại em phải nhớ, những dịp nào mà cần ăn mặc sang trọng thì phải chú ý đến quần áo. Mà này, bao lâu rồi em chưa mua quần áo mới đấy? Hình như là 1 năm. À không, 2 năm rồi. Bố mẹ thì mất sớm, anh thì bận bao nhiêu việc không quan tâm đến em được. Làm gì có người con gái nào mà tận 1-2 năm không chịu đi mua quần áo mới. Nhưng mà em thấy quần áo của em vẫn dùng được, chứ có nhất thiết là phải thay quần áo mới đâu ạ. Thôi, em đừng có cãi lời anh nữa. Ngày hôm nay anh sẽ đưa em đi mua sắm toàn bộ. Anh không thể để người khác khinh thường em gái của anh được. Đấy, em gái của anh rất có mắt thẩm mỹ, thế mà chả chịu đi mua sắm gì cả. Thế nào, hôm nay đi mua sắm có thích không? Dĩ nhiên là đi mua sắm phải vui rồi. Nhưng mà anh này, em mặc chiếc váy này ấy, trông nó cứ bị làm sao ấy. Làm sao? Anh thấy em mặc chiếc váy này rất xinh. Nhìn em gái của anh ấy, trông cứ như là hoa hậu ấy. Ai như cái con bé nhà quê bạn gái anh Trung ấy nhở? Ôi, đúng rồi còn gì? Chào ơi, hôm nay mặc quần áo suýt nữa mình không nhận ra đấy. Ôi tôi chết. Thế thì anh Trung bị mình nói trúng rồi. Ôi cái con bé này, đúng là vừa nhìn là đã biết cái loại chuyên đi cặp kè đàn ông để đào mỏ rồi. Hôm nay nhá, bị mình bắt quả tang đi cặp với người khác, phải báo với anh Trung mới được. Cái con bé Linh gửi gì cho mình này? Cái gì đấy? Alo, cái clip đấy em quay ở đâu đấy? Gửi cho anh địa chỉ, anh đến đó ngay. Sao? Cảm giác đầu có sưng tức giận lắm đúng không? Em đã bảo anh rồi mà anh có nghe đâu. Lại còn khăng khăng là gái quê ngoan hiền lắm. Bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Em đừng có nói vớ vẩn nữa. Mau cho anh địa chỉ đi, anh đến đó ngay. Quán cà phê ngay trước cửa công ty anh ấy. Đến nhanh mà bắt ra tại trận đi. Chậm chân là bọn nó bỏ đi đấy. Đúng là cái loại con gái lăng loàn, chắc nết. Dám giở trò bắt cá hai tay với mình. Được rồi, hôm nay nhá, tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Cô nghĩ lợi dụng thằng này mà dễ à? Mà trong clip không rõ mặt thằng kia, chắc là vừa già vừa xấu. Dám cặp với đại gia rồi giả nai để lấy mình á? Cô lão lắm rồi. Hôm nay anh trai rảnh thế, lại còn dẫn em đi mua sắm nữa. Thì thời gian dành cho gia đình lúc nào cũng phải có. Dù anh có bận đến mấy ấy, thì anh cũng phải chăm lo cho em chứ. Đấy, vừa mới nhắc đến công ty thôi mà đã có người gọi rồi kìa. Cậu Đức, anh đã bảo là hôm nay cho anh nghỉ 1 ngày, thế mà vẫn gọi. Anh nghe máy đi, nhớ mày trên công ty có chuyện gì thì sao? Ừ, đợi anh một chút nhá, anh ra ngoài, nghe một lúc rồi anh vào. Đợi anh. Dạ vâng. Alo, tôi nghe. Ừ,
Rồi, thằng già đâu rồi? Nó đâu? Ô, anh Trung, sao anh ở đây? Thôi đi cô ơi, cô đừng có giả nai nữa. Chính mắt tôi đã nhìn thấy nhá, cô đằng sau lưng anh Trung, thân mật với cả người đàn ông khác. Cái loại con gái rẻ tiền như cô ấy đúng là mất mặt phụ nữ thật đấy. Cô Linh, cô nói kiểu gì đấy? Tôi vẫn không hiểu là tại sao hai người xăm xăm đến đây xong rồi nói năng như vậy đấy. Này, cô câm mồm vào. Chính mắt em gái tôi đã nhìn thấy cô thân mật với thằng khác sau lưng tôi nhá. Còn quay clip lại để làm bằng chứng, cô còn cãi được à? Hả? Cái gì mà thân mật? À, hai người nói đến cái người vừa rồi rời khỏi đây đúng không? Đó là anh trai của tôi đấy, là anh trai cùng huyết thống của tôi đấy. Hai người có thể đừng nói cái giọng tỏm lợm đó khi mà chưa biết rõ nguyên nhân được không? Anh trai á? Này, bây giờ ấy, cô bảo là anh trai, thế sau này ấy, gặp cô thân mật với người đàn ông khác thì cô lại bảo là chú, là anh, rồi là ông nội, là cha cô chắc. Thân thích nhà cô nhiều như thế ai mà biết được. Cô câm mồm lại. Ai cho cô cái quyền nói tôi như vậy? Cô à. Này, người câm mồm ấy chính là cô đấy. Linh nó là em gái của tôi, nó bức xúc thay tôi thì làm sao? Anh dám đánh tôi à? Có cái gì mà không dám đánh chứ. Cô tưởng là cô có giá lắm hay sao? Cái loại con gái ghê chân lấm phèn như cô ấy, anh Trung anh chọn cô chẳng qua là chỉ là để đỡ tốn tiền để thuê ô xin thôi nhá. Anh Trung, hóa ra từ trước đến giờ anh chỉ coi tôi là con ô xin trong nhà anh thôi à? Phải đấy. Cô xem lại cô đi, ngoài làm ô xin ý thì cô có giá trị gì hả? Anh... Này, tôi không ngại đánh phụ nữ đâu, nhất là cái loại không biết xấu hổ như cô đấy. Cái loại gái như cô cũng càng phải đánh. Đứng lại. Lan Anh, em không sao chứ? Anh Trung, đây là cái tên gian phu mà em gửi anh ở trong clip đấy. Anh... Trung, cậu định đánh em gái tôi à? Anh Trung, anh còn đợi cái gì nữa? Mau đánh anh ta đi còn gì? Chủ tịch ạ. Cái gì? Anh vừa gọi ai là chủ tịch cơ? Cậu Trung, cậu vẫn chưa trả lời tôi. Có phải cậu định đánh em gái tôi không? Chủ tịch, anh nói cái gì cơ? Lan Anh là em gái của anh á? Làm sao? Bất ngờ lắm đúng không? Từ trước đến giờ tôi chưa hề nói với anh tôi là em gái của chủ tịch công ty SVM. Cho nên lúc nào hai người cũng coi thường tôi, coi tôi là một đứa con gái nghèo nàn đúng không? Lan Anh đã nhờ tôi tuyển cậu vào làm ở công ty. Vốn dĩ bằng cấp và năng lực của cậu không đáp ứng được yêu cầu của công ty, nhưng tôi vẫn nể mặt em gái tôi, cho cậu một cơ hội. Để bây giờ cậu đền đáp nó như thế à? Chủ tịch ơi, thật ra ấy, chuyện em cả Lan Anh cãi nhau chỉ là chuyện nhỏ thôi, không gì to tát đâu anh ạ. Không có gì to tát đâu á? Thế việc anh vừa đánh tôi cũng là chuyện bình thường à? Cái gì? Cậu vừa đánh em gái tôi à? Anh Trung! Đây là tôi làm thay em gái tôi đấy. Từ giờ phút này cậu chính thức bị sa thải. Ngày mai không phải đến công ty làm nữa. Tôi sẽ thông báo cho tất cả công ty trong thành phố này để họ không phải nhận một nhân viên tệ hại như cậu. Từ bây giờ cậu tự lo liệu cho bản thân đi. Mình đi thôi.